Chuyến đi Đà Nẵng của tụi mình tập 4. Do tối hôm trước tụi mình sinh hoạt lớp với rất nhiều những hoạt động thú vị nên là có một số đồng chí ngủ dậy không nổi. Vốn là một nhóm bạn chơi rất kỷ luật nên tụi mình quyết định hôm nay đi Hội An là phải đi Hội An cho bằng được. Tụi mình hẹn nhau xuất phát vào lúc 13 giờ thì 15 giờ mọi người đã có mặt gần đủ. Đồng chí Tờ Liên lên đồ. Trễ thì trễ nhưng đam mê đú trend vẫn không thể nào phai giảm được. Sau khoảng 7-7-21 lần thì Khải Cà Chua cũng đã kịp nhớ bài từ cô giáo Bùi Thảo Xin. Tụi mình thuê 5 chiếc xe máy để di chuyển ra Hội An. Đoàn có tổng cộng là 9 người, vậy đố mọi người ai đi một mình. Đoạn đường dài gần 30 km từ Đà Nẵng đến Hội An nên là tụi mình sẽ phải dừng chân để mà nạp năng lượng trước cái đã, tại vì sáng giờ đã ăn gì đâu trời. Ta nói nhịn đói từ sáng cho tới gần 4 giờ chiều rồi quất được tô mì Quảng chính gốc Đà Nẵng, nó đã cái nư gì đâu luôn á mọi người. Không biết mấy bà sao chứ tôi là tôi cực kỳ mê cái ớt này luôn nè. Rồi cả cái dĩa rau sống này nữa, ta nói nhức cái like. Do đây là lần đầu tiên mà em Khải Cà Tím được ăn món mì Quảng nên em ấy đã ăn rất say mê. Ăn luôn cả tô của cô gái bên cạnh, xử luôn phần rau sống của nhỏ đối diện, dứt luôn cái bánh tráng của cái thằng ngồi kế bên. Rồi sau đó tụi mình tiếp tục di chuyển đến Hội An. Trong vòng khoảng tầm 40 phút thì tất cả tụi mình đã đến địa điểm đầu tiên theo lịch trình rồi. Đó chính là bánh mì Phương. Lần đầu tiên được đặt chân đến Hội An, các bạn trẻ vẫn đang vô cùng háo hức vì sắp được thưởng thức món bánh mì chứ danh. Lần này thì rất may là tụi mình không phải đợi lâu lắm, tại vì đọc ở trên mạng thấy là chờ rất lâu luôn á mọi người. Nhưng mà tụi mình vô thì trong tầm khoảng 15 phút là có bánh mì ăn rồi. Sau đó thì tụi mình gửi xe máy ở đầu phố cổ và bắt đầu đi bộ vào bên trong để khám phá phố cổ Hội An. 92 Quảng Nam chào anh em nha. Địa điểm đầu tiên mà tụi mình dừng chân chắc chắn phải là một ly nước mót để giải khát rồi. Mọi người coi Nguyễn Văn Nam nè, ngủ tới 3 giờ chiều mà vẫn ngáp. Cầm ô bánh trên tay, em ăn hết trơn luôn. Nghe nói là ở Hội An còn nhiều tiệm bánh mì ngon lắm, nhưng rất tiếc là tụi mình không có đủ thời gian để mà có thể thưởng thức hết được. Xong rồi thì tụi mình chia phe nhau ra để đi khám phá từng ngóc ngách của phố cổ. Mình quay một vòng để cho mọi người cùng thưởng thức vẻ đẹp cổ kính rất tuyệt vời của phố cổ Hội An nha. Tôi là tôi chết mê chết mệt với mấy cái bảng đường ở đây rồi đó. Khải ơi, My ơi, chỉ cho thầy Beo nhảy bài đồng chí Tờ Linh với. Ok thầy Beo, cái bài này nó cũng đơn giản thôi, thầy chỉ cần làm theo tụi con vậy nè. Rồi lên rồi xuống, rồi lên rồi xuống, rồi lắc lắc, lên xuống rồi lắc lắc, rồi bỏ cuộc luôn. Nhảy vậy nhảy mình đi. Mà ở phía bên kia thì Ngô Đình Xin và Bùi Thảo Nam cũng đang tranh thủ đú trend. Ơ kìa, ai đây? Là thầy Béo U19 ư? Lâu lâu mới có dịp được đi chơi lên đồ chụp hình, vậy mấy bà có hú hồn không? Một phần chắc chắn không thể bỏ sót nếu mà bạn đến phố cổ Hội An, đó chính là ngồi trên thuyền và thả hoa đăng. Hội An về đêm vô cùng lung linh huyền ảo, trăng thanh gió mát, rồi còn nghe được giai điệu của bài chòi nữa, thật sự rất là đặc trưng luôn mọi người ơi. Tụi mình cũng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc mà không biết tới khi nào mới có dịp được quay trở lại Hội An cùng nhau nữa. Và đây là màn mà tất cả tụi mình đều rất mong chờ, thả hoa đăng. Khoan, dừng lại khoảng chừng là 2 giây coi. Ủa, rồi thả hoa đăng hay là công bố hoa hậu? À thì thật ra đây là cái đèn mà tụi mình mua chung để mà cùng cầu nguyện cho nhóm của tụi mình được chơi lâu chơi bền á mọi người. Cuối cùng thì cũng tới lượt mình rồi, may mắn như thế nào mà mình rất là thích màu xanh lá cây. Cầu mong cho tất cả chúng ta một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an mọi người nha. Sau đó thì tụi mình ghé qua coi bài chòi một chút. Cho tôi hỏi là có ai đã từng chơi trò này và thắng chưa ta? Đến Hội An thì chắc chắn không thể nào bỏ qua cơm gà và cao lầu rồi. Tôi là team cao lầu nha mọi người, ăn lần 2 tô mới đã. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã nhận ra và chụp hình cùng với tụi mình nha. Tập 4 đến đây là hết rồi, hẹn gặp mọi người ở tập 7 nha. Chúc mọi người và gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Yêu mọi người rất nhiều. Mua mua.